Rồi, đây là cái máy 36 feet nha anh em. 36 feet đánh một vợt và thả cáp nha anh em, đánh tất cả các loại cáp. Thả cáp vào một vợt. Thì đây là máy 36 feet. Thì nó có hai chế độ ha anh em. Một chế độ là đánh lì và một chế độ băm trộn ha, băm trộn thì mình chỉnh đu ti ha nè. Thì con máy này em đã vừa hoàn thành xong luôn ha anh em. Thì con máy này em gửi cho khách hàng ở Lai Châu. Đây, khách hàng ở Lai Châu. Thì ảnh về anh thả cáp ha anh em. Về anh thả cáp. Thì đây là máy, hoàn thành máy ha. Thì mình sẽ test máy trước khi gửi cho anh em ha. Con máy này con máy công suất lớn anh em, chạy hai biến áp E55. 36 feet lưng đồng anh em, 36 feet lưng đồng. Ở đây là 18 con, đây là 18 con ha. Chạy cảm E55. Hai biến áp anh em E55. Rồi thì các anh em nào xài thì các anh em cứ liên hệ cho mình ha. Rồi chào anh em ha.